chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nha anh em nhá. Thực sự là trong những ngày vừa qua em rất là bận vì em có nhiều đơn hàng của các anh em ở khắp các tỉnh. Khắp các tỉnh đặt hàng mà không thể làm kịp thì chắc chắn là sẽ có muộn. Những anh em nào mà có đặt hàng của em mà em chưa giao kịp ấy, có muộn của mọi người 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì kính mong tất cả anh em thông cảm nha, vì công việc nó bận quá mà em đã làm là phải làm đến nơi đến chốn chứ không thể làm ẩu được. Vì thế mà anh em thông cảm. Và hôm nay đây, em lại làm lại có đơn hàng hai con máy Isuzu 4K1, dòng máy nó đang rất là hot trên thị trường nhá anh em nhá. Hôm qua em vừa làm xong đơn hàng ba con máy Quang Trai 98 rồi cho anh trai em ở huyện Ngọc Hiến, tỉnh Cà Mau rồi. Thì bây giờ là đến sang đơn hàng anh ấy, cách đây 10 ngày anh ấy có lấy hai con Isuzu 4K1 rồi. Và bây giờ anh ấy lấy thêm ba con Quang Trai và hai con Isuzu 4K1 nữa. Tất cả 15 ông anh của em chắc phải lấy 4-50 con máy của em mất anh em ạ. Đây, và đây là con máy đầu tiên trong đơn hàng hai con máy Isuzu 4K1 nha. Cái dòng máy này em bán trong những ngày qua em bán được rất là nhiều. Rất là nhiều anh em mua ở khắp các tỉnh mua luôn. Thì cái dòng máy này không hiểu tại sao ở hiện tại, vì là anh em Cà Mau, anh em miền Tây bây giờ chuyển sang dùng hết máy này anh em ạ. Dòng máy này nó đang rất là hot. Thì con này nó như thế nào thì em theo quy trình em sẽ vẫn phải giới thiệu qua để cho anh em cùng biết cái vòng tua và mã lực của nó nhá. Con này là lòng của nó là 95, nó vẫn là máy Isuzu thôi nhưng nó là 4K1, ở lốc nó ghi 4K1 này này anh em ạ. Và cái lòng của nó là 95 ly và mã lực của nó là 105 đến 101 PS. Và lòng 95 này, mã lực 110 PS và vòng tua của nó là 3200 đến 3400 nhá. Thì vì cái dòng máy này nó đang bán rất là hot trên thị trường ấy, là vì cái giá trị sử dụng của con máy nó còn rất là cao và máy nó rất là đẹp và rất là mới. Thì con máy này nó mới ở đâu? Em sẽ quay video tường tận cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá. Đây nhá, anh em xem này. Lốc này. Lốc của nó đen xì luôn này. Gioăng đáy tắc te nguyên zin hết này mọi người này. Gioăng đáy tắc te nguyên zin này. Đây. Ốc bơm có áp này. Nguyên zin hết này. Trắng tinh luôn nhá anh em nhá. Trắng tinh luôn nhá. Đây. Kinh điển chưa? Lốc đen xì đen nhánh luôn. Mà cái dao đặc biệt là những cái này nó còn trắng tinh hết này, dây co dầu này, bơm kim trắng tinh. Cái máy này vì sao mà nó bán chạy mà vì cái giá trị sử dụng nó còn rất là cao mà giá thành nó rất hợp lý, mà nó là máy Nhật luôn nhá. Máy Nhật nó có dàn dầu hồi trên này anh em ạ. Đây này, cái củ có gió của nó trắng tinh luôn này. Đây, tất cả nguyên zin hết này anh em ơi. Ốc quy lát nguyên zin này, anh em xem ốc quy lát nguyên zin nhá. Đây, những cái đường dây dầu dây cái khí thải hay cái gì à, trắng tinh này. Con máy anh em nhìn con máy sử dụng nhiều hay sử dụng ít đấy, nhìn cái bô xả của nó thì biết nhá anh em nhá. Nhìn cái bô xả nó còn mới tinh luôn này. Cái turbo này nó chưa bị rỉ, những con ốc ở turbo này nó vẫn chưa bị rỉ anh em ạ. Nếu mà chạy nhiều nó mổn ra nó rỉ luôn, nhưng con máy này nó chưa nhá anh em nhá. Đây mọi người xem này, kinh điển chưa, turbo to đồng luôn mà còn nguyên zin hết, chưa động một con ốc nào cả. Lắp cabo này tất cả trắng tinh luôn, mà toàn tổng thể con máy này chưa có một tí gioăng keo nào luôn nhá. Hai bên dè đen xề luôn, cái bô xả nó cũng mới tinh luôn này anh em này. Lốc đen xề luôn nha, tất cả là còn trắng tinh này. Anh em nhìn này, máy nó có đẹp hay không, nhìn những cái đường dây này của nó này. Nếu mà chạy nhiều á nó bị đen hết đi. Xấu. Đây. Cái mặt đằng trước này chưa có một tí gioăng keo, mặt đằng trước cánh quạt không có một tí gioăng keo nào luôn nhá. Đây này, máy còn nguyên hết anh em ạ. Máy cực đẹp luôn, cực chất luôn. Cái dòng máy này thực sự là trong những ngày qua em bán quá nhiều luôn. Thật sự là còn hàng cờ và hàng về không kịp để bán đấy anh em ạ. Sợ thật. Đây nhá. Đây là tất cả dây co dầu trắng tinh, trắng muốt, mà dây ốc quy lát nguyên zin hết nhá. Dòng máy này nó đang rất là hot. Giờ thực sự là giới thiệu nhiều quá, tại con máy này nó đẹp quá. Mà em còn đang có 10 đơn hàng 10 con máy ở trong về tận Trà Vinh cũng 4K vào đồ này mà em chưa làm kịp được này. Chắc phải mai mới làm được. Thôi, hình thức con này thì quá đạt điểm 10 rồi anh em ạ. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ, khai hỏa để lỗ. Lỗ đi em ơi. Em du luôn, máy như mới luôn nhá. Má này ra lấy. Em như xe con luôn đấy anh em ạ. Ok baby luôn. Không có một tí khói nào luôn nhá.
đẹp như mới. Quá là chất. Sao nó cứ chảy dầu ở ta không giảm được nhỉ? Bơm mà như mới là anh em ơi. Máy quá mới luôn nhá. Quá chất. Quá mới luôn. Tắt em ơi. Dạ, cái bánh trớn nó vẫn còn mới là nhìn này. Bánh trớn như mới luôn nha. Lốc, tất cả máy, tổng thể con máy đều trắng tinh hết. Thật sự dòng máy đang rất là hot. Làm mưa làm gió rồi anh em ạ. Vừa rồi, em vừa test nổ xong siêu phẩm Isuzu 4KH1. Con máy đầu tiên trong đơn hàng hai con máy Isuzu 4KH1 cho anh trai, một vị khách quen thuộc của em ở huyện Ngọc Hiến, tỉnh Cà Mau nhá. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em nhá. Máy gần như mới luôn, khẳng định luôn. Máy này mà thực sự là máy này mà ông nào mà nhìn thấy máy này mà thì chắc là không bao giờ đi được anh em ạ. Lốc liếc, dây co dầu, lắp cabo, turbo, tất cả nguyên zin gần như mới hết. Nếu mà em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em nào có nhu cầu về cái dòng máy này nhá, mua buôn mua lẻ thì anh em alo cho em nhá. Bên cửa hàng em lúc nào cũng số lượng hàng về liên tục. Không thiếu cho mọi người, lúc nào cũng phải vài chục con. 570 con anh em ạ, sắp tới em về mấy chục con nữa. Anh em có nhu cầu mua buôn mua lẻ thì cứ alo, sẽ tư vấn tường tận cho anh em nhá. Và nếu mà cái video mọi người xem được ấy, nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy, thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người. Anh em ấn tìm kiếm là động cơ ô tô Thịnh nhá, và trong đó vào cái phần mềm TikTok, Google ấy, YouTube ấy, và trong đó sẽ ra đầy đủ cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại động cơ máy múc, máy đào, máy xe đầu kéo, máy xe ben, xe tải, tất cả các loại luôn nhá. Máy hút cát, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy gặt, bơm máy gặt, máy phát điện. Cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to, bơm máy gặt này, bơm máy múc, máy đào nữa. Tất cả đều là hàng nghĩa địa, đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt nếu là cái động cơ của mọi người ấy, nó hỏng hóc chưa lớn, anh em chưa cần phải thay máy, thì anh em mua đồ vặt gì, bất kỳ cái đồ vặt gì từ con ốc nhỏ nhất hoặc là những cái đồ gì liên quan đến động cơ con máy của anh em ấy, thì anh em cứ chụp ảnh gửi qua Zalo cho em đều có thể tháo ra bán cho mọi người hết. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều những cái đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá anh em nhá. Mới biết là cái nhu cầu của anh em, mà vì thực sự là có những anh em lái xe hoặc là người ta chạy xe ấy, người ta không biết chỗ mua và không biết mua ở đâu anh em ạ. Mà anh em gặp được mình anh em rất vui, vì bảo là bây giờ những cái đồ này không có đồ này thì con xe không chạy được, hoặc con máy không nổ được, mà mua mãi hỏi mãi không biết chỗ. Có những cái lúc mà em phải tháo cả cái con máy ra, 100 triệu ra, chỉ tháo một con ốc ra để bán cho khách hàng thôi. Vì anh em bảo là bây giờ anh không bán cho em thì em không mua được ở đâu cả, thôi giúp em. Chẳng lẽ lại lỡ lòng nào lại không giúp anh em ạ. Biết là bán là để lấy tiền rồi, nhưng nếu mà nhiều khi anh em có tiền không biết mua ở đâu cơ. Đấy là cái điều mà em lưu ý nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng. Tránh trường hợp là rất là nhiều anh em điện cho em bảo là em mua hàng của ông này, em chuyển tiền cọc cho người ta gửi cho em ảnh một con máy đẹp lắm anh ạ, mà bây giờ đến vào em chuyển tiền cọc rồi, mà bây giờ vào đến nơi là một con máy khác, con máy xấu, bây giờ em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy xấu, bây giờ không biết làm thế nào cả. Thì nói thật với anh em là ở video nào em cũng nhắc rồi, khi mà mình mua hàng của ai phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở người ta, xem người ta có cơ sở đàng hoàng hay không. Nếu mà người ta không có cơ sở thì người ta lay đây mai đó, người ta không quan trọng chữ tín, người ta chỉ cú đấm ăn xôi thôi. Còn nếu mà người ta có cơ sở đàng hoàng thì người ta sẽ làm ăn cẩn thận đàng hoàng. Và nói thật với anh em là khi mà anh em gặp những trường hợp không may như thế xảy ra, em rất là buồn, vì
những chuyện như thế xảy ra thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến em, vì em là người bán hàng trực tiếp trên mạng thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người trên mạng thì em cũng bị ảnh hưởng. Cái đấy mà vì sao mà ở video nào em cũng nhắc nhở mọi người là như thế, chứ không phải là tự nhiên em nhắc nhở em không được cái gì cả, mà cái đấy là nó ảnh hưởng trực tiếp đến em, mà em cũng không muốn ai bị rơi vào những trường hợp như thế, vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em mà anh em. Thôi một lần nữa em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh trai của em ở trong Ngọc Hiến nhá, Cà Mau nhá, chúc cho anh mua máy của em về bán cho khách kiếm lời nhá, và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, và cũng cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy 4 Isuzu 4KH1, con máy số 2 trong đơn hàng 2 con máy Isuzu 4KH1 cho anh trai nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.